Kính chào quý bà con nông dân và các bạn. Hôm nay em quay cho quý bà con mình xem một cái hệ thống tưới tự động thông qua điều khiển bằng wifi. Thì cái bộ trung tâm này nó bao gồm cả thêm một cái gậy áp suất. Thì cái gậy áp suất nó có cái công dụng là khi mà cái bơm này nè nó không hút được nước hoặc là nó không có tải trong hệ thống của nó. Gậy áp suất này sẽ tự động tắt cái bơm. Tức là trên hệ thống của mình nó sẽ không có nước, lượng nước nó qua nó không có áp suất. Thì cái giờ để áp suất này nó mới bắt đầu tự động nó ngắt cái bơm đi để hạn chế cái việc mà cái bơm mình nó bị chạy mà không tải nó bị cháy. Thì cái giờ để áp suất này nè, đây em gửi cho bà con mình xem cái công dụng của nó chủ đạo là hiện tại là gì. Ở trên đây nè nó có cái điều chỉnh áp và cái điều chỉnh cái số phút, giống như một cái đồng hồ hẹn giờ vậy đó. Hiện tại bây giờ em đang cài đặt là cái áp nó đang là 0.6 đến 0.7 và cái số phút của nó là một phút. Thì trong vòng cái khoảng một phút này nè nó không có lượng nước lên và cái áp của nó bằng không, thì nó sẽ chạy đến đủ một phút thì tự động nó sẽ tắt cái bơm này. Đó là cái ưu điểm của cái dòng gậy áp suất này. Tại vì do là hiện tại anh khách anh không có ở nhà thường xuyên nên gắn tự động hết hoàn toàn và điều khiển qua wifi, nên cái phần mà bảo vệ bơm này nè cũng rất là cần thiết khi mà cái bơm nó bị hụt nước hoặc là nó hút phải một cái gì đó ở lớp B thì nước nó sẽ không lên được. Trên hệ thống mình nó không có áp suất dẫn đến việc cái bơm mình hoạt động không tải thì nó rất dễ bị nóng và cháy. Nên cái relay áp suất này là chủ đạo để nó quản lý về cái việc mà bơm hoạt động không tải. Rồi, tiếp đến là cái bộ lọc này. Cái bộ lọc này là chủ đạo để hạn chế về cái việc nghẹt bét thôi chứ nó không phải là cục tăng áp gì nha. Nó chỉ là quản lý về toàn bộ gác không cho ra ngoài hệ thống của mình thôi. Rồi, hiện tại ra giường này là đang sử dụng là dòng bét MK88 MK88 90 lít. Tại vì do hiện giường của anh khách đang tưới là tưới mai và một số cây ăn trái. Đây em quay lượng nước của cái bét ra cho mình xem ha. Dòng này là chỉ 90 lít thôi nha. Hiện tại bây giờ là nó đang chụp tải gốc giống như cây này. Nó đang chụp tải gốc của cây. Thì bán kính của cái dòng 88 này nè, nó đang chụp tải gốc là nó rơi vào khoảng 1 mét. Là bán kính hiện tại của nó là bán kính thấp nhất. Còn bán kính tối đa của nó sẽ rơi vào khoảng 3 mét. Có thể hơn nữa do tùy vào cái bơm của mình nó vận hành. Trong cái bơm mà áp suất nó cao hơn nữa thì cái bán kính nó sẽ được tăng thêm. Tổng hết vườn này đang chạy là rơi vào khoảng 400 mét. Sử dụng bơm 2HB, đường ống cái hiện tại là ống 90 và giảm về ống 60. Toàn bộ ngoài vườn là ống 60 hết nha. Hết vườn là khoảng rơi vào khoảng 2 công hay 3 công gì đó. Vườn ở tại Bến Tre. Giống như ở đây là một khu nghỉ dưỡng vậy, làm sẵn cho khách để khách tưới. Đây em đang quay video nghiệm thu với khách nè. Rồi, cảm ơn quý bà con mình đã dành thời gian để xem video. Mọi chi tiết mà quý bà con mình có cần mà tư vấn hoặc lắp hệ thống tưới tự động thì cứ liên hệ số điện thoại trên trang cá nhân của em sẽ hỗ trợ mình tư vấn hoàn toàn miễn phí nha. Và cảm ơn quý bà con mình đã xem video.